Cái máy pha cà phê thì khi mà anh chị mà phát hiện vấn đề nó có trục trặc gì ấy, thì anh chị gọi kỹ thuật ngay nha, đừng có để tự xử lý. Ví dụ nó hư là nó hư, chứ nó không phải là nó giống như cái máy máy tính hay là cái điện thoại mà anh chị bấm reset lại là nó chạy lại, cái này là nó hư luôn. Nha. Dạ. Bởi giờ tình hình trời mưa đồ máy móc của máy anh chị đó hư nhiều em. À, trời mưa anh hả? Trời mưa thì thường xuyên nhất là phải đi chỉnh độ mịn lại cho mấy anh chị đó. Dạ. À, giống như sáng nay là chỗ chị Nam Trang đã phải qua điều chỉnh lại độ mịn cho chị đó. À, độ mịn nó thay đổi trong cái thời tiết mà mưa gió như thế này là thay đổi theo từng ngày luôn. Nó sẽ thường phải điều chỉnh nhắc khi mà cái thời tiết nó thay đổi, nên là mình sẽ phải hỗ trợ khách hàng vào cái thời điểm đó. Những cái lỗi nào nữa không? Ở trong máy rồi này kia đã có chuyện đóng của chúng tôi chưa? Hiện tại thì cũng có khách gọi để xử lý những cái lỗi mà trục, nhưng mà tụi em xử lý thì xử lý nhanh tại quán vẫn được. Dạ. Tức là bây giờ là xử lý nhanh tốc độ tại quán luôn. Dạ, tốc độ tại quán luôn, tại vì bây giờ dạ. Mà nếu mà đưa chở máy chở móc đi rồi này kia, trời mưa cũng khó khăn luôn. Dạ đúng rồi. Tất nhiên là xử lý ở quán thì nó sẽ không có kỹ bằng đưa về văn phòng sửa chữa được. Tại vì về đây là sẽ kiểm tra kỹ lưỡng rồi test hết lại rồi có đồ dụng cụ đồ này kia được. Dạ đúng rồi. Quán thì điều kiện nó không có. Dạ. Nhưng mà bây giờ là phương án cuối cùng là cái thế là phải như thế. Dạ, anh chị cũng muốn là mình mang về, nhưng mà bây giờ là hỗ trợ sớm cho anh chị cái đã, rồi là phương án. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Dạ. Rồi anh chị, ở trong mùa mưa này á, là những cái máy pha cà phê nó sẽ xuất hiện rất là nhiều lỗi lặt vặt, kể cả các lỗi về điện, bo mạch, về các cái cái như tự động này nó cũng không pha cà phê, mà nguyên nhân một phần do là cái thời tiết nó lại là cái lưỡi cắt đồ đấy này. À, là nó bị đóng cà phê lại cứng. Dạ, lại đang bán bình thường đấy, nhưng mà cô cũng vệ sinh đó. Nhưng mà nó không ra nước, với lại là cà phê nó không xuống được. Đây là dòng máy tự động nha anh chị, dòng máy tự động anh chị, nếu mà anh chị bị hư hỏng trục trặc gì cũng gọi cho anh em Majaka xuống sửa chữa. Rồi mình nói tiếp tới cái chỗ mà trời khi mà mùa mưa tới đó, là những cái lỗi lặt vặt nó sẽ xảy ra nhiều hơn là mùa nắng. Mùa nắng thì thường đó là mình chỉ có làm vệ sinh tổng thể máy pha đồ thôi, nhưng mà mùa mưa thì những cái lỗi về bo mạch đồ này kia nó sẽ dễ xảy ra hơn, tại vì thời tiết nó ẩm rồi mưa nhiều á là chuột nó lên nữa, chuột nó lên thì nó sẽ bò vô máy, nó phá, nó cắn, rồi nó làm cho trong máy nó rất là dễ bị chập, bị chạm. Cái máy pha cà phê thì khi mà anh chị mà phát hiện vấn đề nó có trục trặc gì á, thì anh chị gọi kỹ thuật ngay nha, đừng có để tự xử lý. Ví dụ nó hư là nó hư, chứ nó không phải là nó giống như cái máy máy tính hay là cái điện thoại mà anh chị bấm reset lại là nó chạy lại, cái này là nó hư luôn, chứ không, nó là cơ nhiều cho nên nó, ví dụ như nó, anh chị thấy nó xì hơi, nó nhỏ nước thì tức là nó sẽ bị liên tục luôn, chứ nó không có thể nào là anh chị tắt máy xong anh chị bật lại là nó hết, giống như cái máy tính. Nó không có chế độ tự fix lỗi. Và những cái lỗi của nó thường nó liên quan tới điện và nhiệt độ rồi áp suất cao, cho nên anh chị khi mà anh chị thấy trục trặc gì thì gọi điện cho kỹ thuật ngay. Thì mỗi lần xuống kiểm tra thì chi phí kiểm tra bên Majaka chỉ có 150 thôi, nhưng mà đảm bảo an toàn về với cả cái các bạn làm việc chuyên nghiệp rồi, anh chị yên tâm hơn để lo những cái công việc khác phục vụ quán cho tốt hơn nha. Rồi xin chào anh chị, bye 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 bye.